Trước rằm đen đủi bao nhiêu, sau rằm tháng 8 âm lịch, 3 tuổi này lại may mắn gấp bội, trùng số đậu đắc, lộc lá đầy kho. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy StarCast, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy StarCast, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, không ai có thể hiên ngang chạm đến thành công mà không phải một lần trải qua thất bại. Điều quan trọng là bạn có biết đứng lên sau vấp ngã và thất bại đó hay không. Sự cố gắng chưa bao giờ là vô nghĩa, bởi chỉ cần gieo hạt và cố gắng chăm sóc mỗi ngày thì chắc chắn sẽ đạt được những quả ngọt xứng đáng nhất. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa vui sướng khổ đau và mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Xem tử vi tháng 8 âm lịch cho thấy, sách trời định sẵn, ba con giáp sau đây chỉ cần kiên trì vượt qua tháng 7 cô hồn và những ngày đầu tháng 8. Sau rằm tháng 8 âm lịch sẽ có được cơ hội đổi đời, giàu sang, cuộc sống về sau sung sướng, an nhàn, tiền của nhiều như núi, tiêu ba đời không hết. Và không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa để tìm hiểu xem đó là những con giáp nào, thì kênh Phong thủy StarCast xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy StarCast chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Thìn. Trong những ngày vừa qua, sự nghiệp của người tuổi Thìn có phần chững lại, vận trình biến động lớn, đường tình duyên không được ổn định, tổng thể vận trình xuống dốc không phanh. Bản mệnh, công việc bận rộn, áp lực gia tăng lại bị đồng nghiệp chèn ép. Các cuộc tranh đấu nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó, có lúc sức tàn, lực kiệt, chỉ muốn từ bỏ. Ngoài ra, chuyện tình cảm của tuổi Thìn đang trong tình trạng báo động. Các cặp đôi không ngừng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn cũng theo đó mà gia tăng. Kết thúc tháng cô hồn và qua 15 ngày đầu tháng xui xẻo, tài lộc của người tuổi Thìn dần đi tới những bước phát triển rực rỡ. Do bản tính của tuổi Thìn là một con giáp kiên cường, không để thất bại cản bước đến thành công. Hãy mạnh mẽ, hữu bận nâng đỡ để dù trong khó khăn, bản mệnh vẫn có thể tìm ra cơ hội riêng cho mình. Số tiền mà bạn thu được chưa trở nên dồi dào hơn hẳn khoảng thời gian trước đó, và số tiền này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà bạn bỏ ra. Thời điểm này, dưới sự giúp đỡ của chính tài, cơ hội làm ăn chủ yếu đến với những người làm kinh doanh bất động sản hoặc những người đã có mối đầu tư khôn ngoan từ trước. Bạn đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đó và lần này bạn sẽ tìm được hướng đi chính xác. Trong khi đó, người làm buôn bán sẽ không phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền mà đồng tiền sẽ tự tìm đến. Những người chưa thật sự hiểu về vấn đề tài chính cũng có thể tiến vào Những người chưa thực sự hiểu về vấn đề tài chính cũng có thể tiến những bước đầu tiên vào lĩnh vực đầu tư. Những kiến thức bạn thu nhận được từ trước có thể khiến bạn phát hiện ra một vài cơ hội đáng thử sức. Những ngày cuối tháng 8 này, bạn còn gặp được lục hợp. Lục hợp giúp người tuổi Thìn tìm được tiếng nói chung với người thân trong gia đình và họ trở thành điểm tựa cho bản mệnh sau giai đoạn khó khăn và trong những giai đoạn tiếp theo. Hơn nữa, lục hợp còn mang lại cơ hội hòa hợp cho bạn, dễ dàng thu hút người khác giới. Thứ hai, tuổi Mùi. Tháng 8 âm lịch khởi đầu từ tiết khí Bạch Lộ, người tuổi Mùi, Thổ gặp tháng Ất Dậu, vận trình bán hung, bán cát. Bạch Lộ là tiết khí quan trọng, phản ánh sự biến đổi lớn về tiết trời. Nó là sự kết thúc của mãnh xuân và bắt đầu cho Tết Trung Thu. Những ngày đầu tháng 8 âm lịch, người tuổi Mùi có dịch mã tọa mệnh. Dịch mã vốn là một hung thần, nó mang tới điểm xấu trong mọi mặt của cuộc sống. Nó khiến tuổi Mùi phải chạy đôn, chạy đáo, lo lắng mọi việc. Dịch mã còn có thể khiến bạn sẽ phải tiêu khá nhiều tiền cho việc chuyển nhà, đi lại. Tuổi Mùi vốn là con giáp chu đáo, sống hòa đồng nên vô cùng được lòng người khác. Nên ngay sau rằm tháng 8, bản mệnh sẽ kết giao thêm được nhiều người bạn tốt và tài lộc của bạn cũng đến từ đó. Hãy trân trọng những người cùng chung chí hướng với mình, sự nghiệp của bạn có phát triển tốt hay không, phần nhiều cũng nhờ vào những người ấy. Đặc biệt, thời điểm này, đôi bên có thể tiến hành hợp tác với nhau và nguồn tiền có thể đổ về nhiều gấp bội.
nên so với việc bạn làm một mình. Khoảng thời gian này, không chỉ chuyện kinh doanh của những người làm ăn thuận lợi, mà nếu là người làm công ăn lương, cơ giáp này có thể sẽ được tăng lương, thăng chức vì được cấp trên đánh giá cao, khả năng và đóng góp. Tài vận tăng tiến âm âm, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn. Thứ ba, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất đầu tháng 8 âm lịch về sự nghiệp có kim sinh thủy khiến cục diện của con giáp này không có quý nhân nào che chở. Công việc không thuận lợi do không có người hỗ trợ, đưa đường chỉ lối. Bách Việt là một cát tinh nhỏ, không đủ sức để hỗ trợ cho người tuổi Tuất trong tháng này. Trong những ngày đầu tháng 8 âm lịch, tuổi Tuất bị thiên cầu hung tinh cận kề. Đây là điểm báo cho thấy mệnh chủ sẽ gặp rắc rối trong các mối quan hệ xã giao, bị tiểu nhân lừa gạt, chê xấu mà không hay biết. Tốt nhất nên học cách nhìn người, cũng tập cho mình đừng quá tin vào lời người khác mà cần phải tự kiểm chứng thông tin. Về mặt tài vận cũng không được thuận lợi, phần kiếm tiền không có quý nhân che chở nên tương đối vất vả. Tuy nhiên, xem tử vi sau rằm tháng 8 của 12 con giáp, công việc của người tuổi Tuất bỗng suôn sẻ hơn rất nhiều, đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Cụ thể, bản mệnh nhận được vận may trời cho, có người mang đến món làm ăn hời, khiến bạn không phải cố gắng bôn ba quá nhiều mà vẫn thu về nhiều khoản lợi nhuận giá trị. Cũng tính từ thời điểm này, bản mệnh có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn mở rộng thêm quy mô kinh doanh, quảng bá sản phẩm của mình. Nếu đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý. Với người tuổi Tuất làm công ăn lương, thời gian này bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ đồng nghiệp và cấp trên. Làm việc gì cũng đều đạt được mục tiêu đề ra. Do vậy, đề xuất tăng lương sớm muộn gì cũng được chấp thuận. Ngoài công việc chính, nếu sắp xếp được thời gian, tuổi Tuất có thể tìm hiểu cách quản lý tài chính hay đầu tư để nâng cao thu nhập. Quý vị thân mến, may mắn hơn những con giáp trên, có một số con giáp ngay từ khi bước sang tháng 8 âm lịch đã gặp được cát tinh, đổi đời nhanh chóng, cả về sự nghiệp phát triển, tài lộc kéo đến triền miên, tiền tiêu ba đời không hết. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là tuổi Tý. Tử vi tuổi Tý tháng 8 âm lịch được che chở bởi nguyên lệnh kim khí nên khá thuận lợi. Chính ấn, tọa Ất Dậu, sinh Tý Thủy phát huy được nhiều ưu điểm tốt. Quý nhân Nguyệt Đức Hợp còn mang tới nhiều thông tin may mắn cho người tuổi Tý. Thiên Đức quý nhân dù là nam hay nữ mệnh thì đều là cát tinh, đại diện cho tính cách lương thiện, cư xử trí công vô tư, thẳng thắn. Nó đem tới tấm lòng từ bi, lòng cảm thông sâu sắc với mọi việc. Tử vi tuổi Tý tháng 8 âm lịch được Thiên Đức che chở là đại diện của quý khí và phúc phận. Kinh dịch đã nói rằng Thiên Đức tích thiện gia tất dư khánh, tức là người tuổi Tý sẽ gặp hung hóa cát trong tháng này. Chỉ có hung tinh giản trì làm nổi bật tính cách thông minh nhưng không kém phần phong lưu, phóng đãng. Người đã có gia đình cần hết sức chú ý, thận trọng thói ham mê tửu sắc vì uống say mà sẽ làm càn. Tử vi tuổi Tý tháng 8 âm lịch về sự nghiệp, chính ấn sẽ phát huy hết sức mạnh để giúp đỡ bạn. Trong thập thần chính ấn đại diện cho văn kiện, thông tin, quyền lực, nên khi nó xuất hiện, gia chủ sẽ có nhiều điềm cát. Chính ấn khi gặp thuận sẽ tỏa ra sức mạnh từ bi, nhân hậu, nên làm việc gì cũng có người ủng hộ, giúp đỡ. Là thánh thần coi nhẹ danh lợi, người tuổi Tý hoàn toàn đường hoàng, chính chính, có được thành tựu về tay mình. Người tuổi Tý hoàn toàn thể hiện được hết ưu điểm làm việc của mình. Khi làm việc, người tuổi Tý biết giữ bí mật là chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người. Nhưng bạn cũng thích tìm hiểu bí mật của người khác. Bạn có thể sử dụng thông tin đó như một vũ khí và không thỏa mãn chừng nào họ chưa hạ gục được đối phương. Cách bạn làm việc là tìm kiếm kẽ hở và không hề nhụt chí. Nói theo cách khác, bạn không bao giờ từ bỏ cơ hội công việc của mình. Đây sẽ là yếu tố tốt để bạn phát huy được hết sức mạnh của chính ấn. Về mặt tình cảm trong tháng của tuổi Tý cũng khá tốt, bởi Thiên Đức quý nhân cùng tụ hội đem tới điểm yên ấm. Bởi vì chính ấn khi gặp ngũ hành khí thuận thì là người có tâm tư lương thiện, biết suy trước tính sau, làm việc gì cũng chân thành. Người có gia đình thì biết đem tới nhiều tiếng cười, nhiều bữa ăn ấm cúng cho tổ ấm nhỏ của mình. Người độc thân thì cầu tiến, có lòng từ bi nên mọi người yêu quý, người khác giới để mắt đến.
cuộc sống của bạn trở nên giàu cảm xúc hơn, với những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè trở nên gần gũi hơn. Với mọi người trong công ty thì người tuổi Tý thể hiện mình là một người cần cù, chăm chỉ, không thích cạnh tranh, đồng thời chí vươn lên rất cao nên mọi người dễ dàng ủng hộ. Thứ hai, tuổi Sửu. Tháng 8 âm lịch là tháng mà hành kim là chủ nguyệt lệnh. Tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, dương khí dần thu gọn lại. Cây cối được phủ một lớp sương nên được gọi là tiết khí bạch lộ. Sau bạch lộ thì kim khí bắt đầu chuyển vượng. Kim sinh thủy nên những người mạng kim, mạng thủy sẽ chuyển tốt. Nhưng mảng kỵ kim, kỵ thủy thì vận có phần không thuận lợi. Mà tuổi Sửu mang hành thổ gặp tháng Dậu, kim sinh thực thần mệnh. Thực thần gặp cát nên vạn sự đều tốt đẹp, người tuổi Sửu hoàn toàn có thể chờ đón một tháng mới bình an. Tự mình có thể phát huy được hết tài năng vốn có. Quý nhân tam hợp Tị, Dậu, Sửu nên công việc tình cảm đều khá thuận lợi. Hung tinh duy nhất trong tháng này là Bạch Hổ chủ họa huyết quang, có điểm cãi cọ mà liên lụy đến tòa án, cơ quan chính quyền. Trong tháng người tuổi Sửu cần phải tuân thủ tuyệt đối pháp luật, thận trọng khi vướng vào tranh chấp. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Sửu tháng 8 âm lịch được nguyệt lệnh che chở, thực thần tòa mạng sẽ đem về điểm may mắn. Bạn trẻ tuổi Sửu trở nên hiền dịu, hòa bình, cách cư xử cũng nhân hậu, rộng rãi, không tranh chấp với bất kỳ ai. Chỉ muốn cống hiến hết khả năng của mình. Khi làm việc cũng không thích độc tài, chuyên chế bắt mọi người phải theo ý mình. Khi có chút thành công cũng không lo lắng xem mình có phần nào trong nó hay không. Bạn sẵn sàng hy sinh vì đồng đội mà không cần đền đáp. Đức tính này cộng thêm quý nhân tam hợp che chở khiến phận sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Bạch hổ tinh gặp cát vận nên người tuổi Sửu có điểm lên chức hoặc được lãnh đạo tin tưởng mà giao thêm quyền uy. Bạch hổ vốn là một hung tinh, nó xuất hiện khi có điểm thủy hỏa tương tranh, nên kim khí của nguyệt lệnh đã làm giảm bớt sát khí của nó. Người tuổi Sửu chỉ cần chú ý không nên vướng vào mâu thuẫn thị phi. Về mặt tài chính, tuổi Sửu do gặp thực thần vượng nên cát lợi. Khi có thực thần xuất hiện thì người tuổi Sửu có thể kê cao gối mà ngủ, không bị ưu phiền về tài chính quấy rầy. Bạn hoàn toàn chuyên tâm phát huy năng lực vào chuyên môn, giúp túi tiền của mình thêm rủng rỉnh. Thực thần giúp người tuổi Sửu có thể theo đuổi lý tưởng tiền tài mà cũng có thời gian để hưởng thụ cho chính mình. Người này kiếm được tiền thì tất phát tài, phát lộc. Tính cách thận trọng, biết giữ tiền của nên vận tài chính tương đối khả quan. Có điều chớ quá thật thà mà bị lừa gạt về tiền bạc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.